xin chào các bạn trở lại với video ngày hôm nay hôm nay chúng ta sẽ có một bài à, video ngắn đó chính là làm tiếp thị liên kết như thế nào affiliate uh, marketing how to uh, chúng ta làm như thế nào để mà có thể một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất cho chúng ta ở trên nền tảng trực tuyến này rồi, đầu tiên là chúng ta phải có một cái nhà phân phối đúng không các bạn? À, chúng ta phải có một cái đơn vị phân phối, ví dụ là ở Việt Nam, đây, các bạn muốn đăng ký trực tiếp với sàn thương mại điện tử để các bạn làm tiếp thị liên kết với họ Thì các bạn có thể vô đăng ký ở Lazada, thì mình có một cái video hướng dẫn rồi, còn Tiki và Shopee thì chắc tới đây mình rảnh mình sẽ làm thêm cho các bạn à, Còn các bạn muốn đăng ký nhiều sản phẩm và support tốt hơn, thì chúng ta có Trade của Việt Nam, à, có Offer, có Disno, đấy các bạn À, có thể là các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng những cái từ khóa này ha còn không thì cứ chờ những cái video tiếp theo của mình mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký từng sàn thương mại điện tử và những cái sàn trung gian thương mại điện tử nó cũng có khá là nhiều đó rồi tiếp theo à, nhà phân phối rồi đúng không nhà phân phối thì họ sẽ có những cái chương trình chia sẻ hoa hồng thông qua tiếp thị ví dụ đi ở trên ở trên Tiki ngành hàng của mẹ và bé đi à, 5% hoa hồng ví dụ là các bạn đăng ký ngành tham gia tiếp thị cái ngành hàng này thì mình ví dụ giá trung bình của ngành hàng này là 600.000 một bịch tả đi thì hoa hồng trong đó là 5 trăm dành cho đại lý nào bán được trên mỗi sản phẩm bạn uh, lấy cái link đó bạn đi giới thiệu hoặc bạn viết review hoặc bạn làm gì đó rồi có khách hàng họ mua trên cái link đó thì tất nhiên là mỗi link đó là 5 phần cho đơn đầu tiên cho khách hàng đầu tiên nhưng mà khách hàng mua lại lần thứ hai họ chỉ được đâu đó tầm 3 trăm thôi họ luôn luôn ưu tiên cho khách hàng mới với lượng hoa hồng rất là cao tại vì sao họ muốn đẩy cho khách hàng mới thông qua chúng ta và họ giảm họ luôn muốn chúng ta tìm kiếm khách hàng mới chứ không muốn chúng ta tìm kiếm những cái khách hàng đã đã mua rồi các bạn hiểu không? đó thì à, câu chuyện của nhà phân phối và chương trình chia sẻ hoa hồng đó là như vậy vậy thì à, những cái người làm tiếp thị là ai? đó là ai cũng có thể làm được tuy nhiên bạn phải vượt qua dòng đăng ký à, nó có một cái biểu mẫu đăng ký thì ở đó nó sẽ bảo có những cái thông tin bạn cần phải đăng ký ví dụ như là bạn làm tiếp thị vậy thì bạn sẽ sử dụng cái cái link sản phẩm này bạn giới thiệu với hình thức nào qua kênh nào và chúng ta phải làm như thế nào để mà có được khách hàng rồi khách hàng của bạn ở đâu bạn có lượt fan hay không với website của bạn có bao nhiêu traffic kênh YouTube của bạn có bao nhiêu lượt xem thì các bạn sẽ phải đăng ký một cái form đối với lại bên nhà phân phối đó và họ sẽ xem và họ sẽ xét duyệt cho các bạn thường á những cái sàn thương mại điện tử hiện tại như Tiki, uh, Lazada và Shopee khá là dễ uh, đăng ký. Dễ đăng ký nha các bạn nhưng mà duyệt thì khó, còn ray các bạn hay là Mart Offer những cái sàn giao dịch trung gian đó, cái sàn thương mại sàn uh, tiếp thị liên kết trung gian đó thì chúng ta sẽ dễ đăng ký và dễ được duyệt hơn. Tại vì uh, nó là một cái sàn thôi, nó là đơn vị trung gian thôi thì nó luôn muốn thúc đẩy doanh số, nó có càng nhiều những cái publisher, những cái người đăng ký để tham gia tiếp thị thì nó sẽ có nhiều cơ hội bán hàng hơn và nó sẽ nó ở giữa mà các bạn nó ở giữa nó cũng có hoa hồng nó cũng chia sẻ doanh thu cho các bạn đó nhưng mà nếu mà được nên chúng ta nên đăng ký riêng với gian uh, tiếp thị với lại uh, với lại các sàn thương mại điện tử luôn rồi ok khi mà các bạn đã được duyệt rồi câu hỏi tiếp theo là tôi làm như thế nào uh, tôi làm như thế nào rồi vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào trên trên online đầu tiên cách dễ nhất các bạn, cách mình thấy các bạn TikToker bây giờ các bạn đang làm khá là tốt đó các bạn, luôn review sản phẩm bằng hình thức là các bạn mua sản phẩm về các bạn trải nghiệm rồi các bạn review. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây nè. Các bạn review trên TikTok, YouTube hay Facebook Watch, các bạn đăng Zalo gì mình không cần biết, nhưng mà chúng ta phải tôn trọng khách hàng. Tôn trọng khách hàng như thế nào? Chúng ta phải có một cái trải nghiệm về sản phẩm rõ ràng. Tốt hay không là chúng ta phải sử dụng một thời gian dài, chúng ta không thể nào mà chúng ta mới mua về chúng ta sử dụng xong rồi chúng ta kêu hiệu quả xong các khách hàng có thể mua ở đây không được các bạn các bạn phải có thời gian đủ để trải nghiệm cái sản phẩm trải nghiệm tại sao mình nhấn như nhấn vô cái từ trải nghiệm trải nghiệm cực kỳ quan trọng chứ không phải là chúng ta dùng xong các bạn vừa dùng xong các bạn đăng các bạn quay video các bạn đăng luôn các bạn kêu là ừ, có thể mua cái sản phẩm này như vậy là không có được chúng ta không nên làm đó không mang tính bền vững cho chúng ta các bạn biết vì sao không có rất nhiều người xem video các bạn và tin tưởng vào cái lời nói của bạn, họ quay qua họ mua cái sản phẩm đó và về không giống y cái kết bạn mô tả thì sẽ có một cái phản ứng ngược là họ không thích cái kênh của bạn nữa. Bạn không uy tín với khách hàng. Tại vì bạn là một người bán hàng trung gian, bạn phải hiểu cái sản phẩm của bạn như thế nào bạn mới bán được cho người ta, đúng không? Chứ không phải là chúng ta nói chúng ta làm tiếp thì liên kết sản phẩm chất lượng hay không là do nhà của nhà phân phối, đúng rồi, là do nhà phân phối. Nhưng ai là người phân phối đó là chúng ta đúng không? Chúng ta gián tiếp bán cái sản phẩm đó mà Chúng ta ăn hồng rõ ràng mà đúng không? Nên câu chuyện là chúng ta sẽ phải có một cái review chân thực Ít nhất các bạn giữ sử dụng một thời gian nào đó Một cái sản phẩm nào đó các bạn cảm thấy nó hài lòng thực sự Chúng ta phải nêu rõ quan điểm của chúng ta về sản phẩm Mặt tốt, mặt xấu chúng ta phải nói một cách công bằng sự thật và hạn chế chỉnh sửa hay là make up cái sản, cái sản phẩm đó để mà chúng ta có được doanh thu không nên như vậy các bạn đó là đạo đức nghề nghiệp mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn như vậy thôi về phần quay video thôi còn quay như thế nào thực hiện trên kênh nào thì trong tương lai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau tiếp theo chúng ta sẽ qua cái đó là gì tiếp theo là viết và sản phẩm viết ở video chúng ta sử dụng ngôn ngữ là gì là là dạng thu hình đúng không các bạn thì ở phần viết này chúng ta sử dụng ngôn ngữ là văn viết các bạn có thể sử dụng là website nếu các bạn đành website và các bạn có thể làm một cái website blog các bạn làm về dạng review sản phẩm như này rồi chúng ta viết lách cho nó nhưng mà vẫn tôn trọng nguyên tắc viết đúng sự thật forum hay social group hay là fanpage cũng tương tự luôn à, chúng ta cần cần phải chân thực trải nghiệm đủ để mà đánh giá một cái sản phẩm công bằng À, các bạn không thể nói là công ty này uy tín này hay là công ty kia uy tín rồi cứ đem cái sản phẩm về các bạn dùng thử xong các bạn đánh giá tốt thì thực sự nó không nên hoặc là các bạn có thể là chúng ta có hai cách đầu tiên là đặt hộp mở hộp sản phẩm đó để các người ta xem thứ hai review nó khác nha các bạn Đập hộp nó khác và review nó khác sử dụng nó lại khác nữa chúng ta phải có một cái từ ngữ đủ rõ ràng để khách hàng hiểu và không bị hiểu lầm đó à, chúng ta càng chân thật với cái nội dung chúng ta truyền tải thì các bạn sẽ nhận được cái giá trị thật của khách hàng của các bạn thôi trên online chúng ta không nên lừa dối mặc dù cái việc lừa dối nó 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 có thể giúp bạn nhanh thu nhanh chóng nhưng đó là một loại không bền vững các bạn lưu ý cái việc này đó là về phần cái kênh cái kênh là chúng ta có thể mình sẽ nhắc lại là bạn có thể thiết lập một website các bạn có thể đăng lên một cái forum nào đó, có nhiều forum nhưng mà hiện tại nó cũng không có được việc cho các bạn đâu. Social group thì các bạn cũng phải biết là xác định như thế nào, rồi đăng như thế nào hoặc tạo cộng đồng social như thế nào để chúng ta đăng tải hay là tạo cộng đồng về sản phẩm gì đó. Fanpage thì các bạn có thể thiết lập một cái fanpage, các bạn có thể đăng nội dung các bạn đó tạo thêm cộng đồng những người yêu thích fanpage đó. Rồi cái cái tiếp theo là gì? Mình đang chia sẻ cho các bạn những cái khá là basic nhất nha chạy quảng cáo chạy quảng cáo thì trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy cái sản phẩm của chúng ta tiềm năng tiềm năng ở đây là sau khi mà nhận được phản hồi tốt từ những cái người mua ví dụ lượng mua tăng cao sau khi chúng ta quay video giới thiệu sản phẩm đi hay là lượng mua tăng cao sau khi chúng ta viết bài người ta phản hồi tốt người ta mua người ta dùng tốt thì mình có thể chạy quảng cáo cái bài viết đó để mà scale lên là, là 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 grow tăng trưởng cái 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 lượng traffic cũng như là cái lượng mua hàng thông qua cái bài viết của chúng ta đó là những cái cách basic nhất mà mình muốn chia sẻ trong video này đến cho các bạn và chúng ta cần hiểu rằng affiliate marketing không phải là chúng ta cứ lấy cái link nào đó rồi chúng ta đi uh, giới thiệu vô tội vạ để chúng ta có được cái hoa hồng coi như là những cái fanpage mà các bạn nhìn trên À, trên sâu hiện tại những cái fanpage lớn á, cứ đăng một cái tấm ảnh rồi cái ở dưới rồi các bạn truy cập link shopee để xem ngay thực ra không nên các bạn ấy đang làm cái việc rồi còn là à, để mà người ta click vô tại vì ở những cái sàn thương mại điện tử á, hay là chương trình tiếp thị liên kết nào cũng vậy khi mà nhấn nhấn vô một cái link nào đó rồi bạn mua một cái sản phẩm khác thì hoa hồng vẫn được tính cho cho cái, cái 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 link đó tại vì nó có trên mỗi cái link nó có một cái mã gọi là lưu cookie của người của cái tài khoản đó các bạn cái này nó hơi technical một tí xíu chắc có lẽ cái bài video sau mình sẽ nói thêm về cái vấn đề mà lưu cookie của người dùng trên cái uh, cái trình duyệt hay là trên cái clip và tính doanh thu như thế nào nhưng mà chúng ta hãy đi từ giá trị cốt lõi chúng ta đi chúng ta đi từ sản phẩm chúng ta đi từ review một cách chân thật nhất nha các bạn nếu các bạn muốn xem đây là một cái nghề và muốn đầu tư nó thì hãy bắt đầu một cách chân thực nhất. Ok, cái video này mình muốn chia sẻ đến các bạn à, cái nội dung là chúng ta hãy chân thực về cái việc review cho chúng ta. Có sao nói vậy? Ừ, tốt là, là chúng ta khoe lên, xấu chúng ta cũng khoe lên luôn chứ không phải là xấu che đi ha. Rồi à, video xin kết thúc tại đây. Các bạn có thể nhấn subscribe để theo dõi kênh và mình sẽ thường xuyên cập nhật thêm nhiều video khác nếu mà mình rảnh ok bye bye các bạn